Nên đó đi từ thiện chứ làm gì có tiền. Nên đó đi từ thiện chứ làm gì có tiền. Không hiểu. Ý là tiền đó để dành từ thiện tốt hơn hay là sao em? Không hiểu. Không hiểu. Đi nhà, when are you going to sleep? Ừ thôi ráng đi, 25 về là cũng đẹp rồi, thanh xuân học cái đó, 25 về làm mấy năm cái vợ là đẹp rồi, cũng làm đó cũng được mà. Thôi nếu mình không phải định cư bên đó thôi mình về đây làm cũng được, tùy. Nếu mà muốn kiếm tiền thì ở bên đó, còn muốn cái gia đình thì ở đây. Mà chị nghĩ nhiều khi nhiều người học nó quen ở đó luôn, không ai muốn về á. Mình đã ngủ tiếng Anh rồi, mắt mình ghi tiếng Anh nữa.